Các bạn thân mến, đôi khi tự chỉnh trong điều kiện sống khó khăn, thiếu thốn sẽ tạo động lực để giúp cho nhiều bạn trẻ trở nên nghị lực hơn, mạnh mẽ hơn. Trương Đình Phúc, học sinh lớp 12B1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh là một gương mặt như vậy. Một cô cha từ khi còn nhỏ, mẹ vất vả kiếm sống với nghề nông nuôi cả gia đình. Thế nhưng, Phúc luôn chăm ngoan, học giỏi, 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện và đạt nhiều thành tích cao ở các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Một bạn trẻ, chúng ta hãy cùng gặp gỡ và làm quen với tấm gương vượt khó của Trương Đình Phúc. Ngôi nhà chật hẹp thiếu thốn, nơi Trương Đình Phúc đang sinh sống cùng mẹ của mình. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề nông ở làng Hà Lan, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Từ nhỏ, Phúc đã không có nhiều điều kiện học hành tốt như bao bạn bè trang lứa. Lên lớp 6, bà Phúc đột ngột qua đời, khiến cuộc sống vốn đã khó lại càng khó khăn gấp bội. Trước hoàn cảnh gia đình như thế, Phúc luôn tự ý thức, biết phụ giúp, đỡ đần mẹ từ những việc nhỏ trong sinh hoạt gia đình cho đến công việc đồng áng nặng nhọc. Gia đình mình thì có 4 anh chị em. Bố mình thì mất vào năm mình là học lớp 6. Nên mẹ thì đã quá tuổi lao động rồi. Nguồn thu nhập chính là từ những loài hoa quả trong vườn mà em đi bán gọi là hoa màu. Để trang trải cuộc sống thì đủ, nhưng mà quá trình học tập thì cần rất nhiều chi phí khác, cho nên khá là thiếu thốn. Gấp nhỏ học tập, gắn bỏ với Phúc mỗi ngày suốt 12 năm học. Tranh thủ tối đa thời gian để dành cho việc học. Đối với bạn trẻ này, nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức chính là con đường để vươn đến những ước mơ trong tương lai. Với cái hoàn cảnh tương đối là khó khăn như thế thì mình luôn cố gắng học tập. Mục tiêu là để sau này kiếm được một công việc ổn định để mà kiếm được một nguồn thu nhập giúp đỡ cho mẹ, cũng như là thoát khỏi cái hoàn cảnh sống khá là khó khăn như thế này. Không vì hoàn cảnh và những khó khăn trước mắt, đến lớp, Phúc luôn là một học sinh chăm ngoan, học giỏi và tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. Có thể cảm nhận rõ, đằng sau những cố gắng của Trương Đình Phúc là một nghị lực phi thường đáng ghi nhận. Trong tập thể 12B1 thì có 43 học sinh, thì mỗi học sinh có một cái hoàn cảnh riêng và có rất là nhiều em có cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà khó khăn nhất đó là hoàn cảnh của em Phúc. Nhưng mà trong cái vấn đề học tập thì em Phúc đã là nỗ lực vươn lên, có cái ý thức cao và luôn tìm tòi, luôn học hỏi. Trong cả cái mối quan hệ giao tiếp với bạn bè thì em cũng rất là hòa đồng, hòa nhã. Bạn ấy tuy là có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại rất là có chỉ học hành và đạt được rất nhiều thành tích trong học tập. Và bạn ấy còn tham gia rất là năng nổ các hoạt động phong trào của đoàn trường. Thì đối với mình, bạn ấy là một bạn học sinh học giỏi gần như là toàn diện và đó là một tấm gương tốt để mình nói theo. Đối với Phúc thì tất cả các bạn trong lớp đều yêu quý bạn, bởi vì thứ nhất là bạn là một người rất là cố gắng, mặc dù là có một hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn luôn vươn lên học tập, giành được thành quả tốt. Không có nhiều điều kiện và các thiết bị hỗ trợ học tập, tranh thủ ngoài giờ học, Phúc lại đến thư viện để đọc sách, nghiên cứu. Với bạn trẻ này, sách chính là kho tàng kiến thức vô tận, mang đến nhiều điều hay, hữu ích cho quá trình học tập. Như các bạn khác thì có điều kiện để mà tiếp xúc với các cái cơ hội học tập tốt hơn, như là có lên mạng học tập hay là có máy tính,
thì mình không có những cái đó, nhưng mà bù lại thì mình sẽ tìm tòi khám phá học tập ở sách vở nhiều hơn, cũng như là mượn sách ở thư viện của trường để học. Học giỏi điều các môn, nhưng Trương Đình Phúc rất đam mê, thích thú với các môn học tự nhiên. Năm học 2020-2021, với những nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ, dạy dỗ tận tình của thầy cô giáo, Phúc đã đạt được nhiều thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Giải nhì môn toán, giải nhì môn vật lý và giải ba máy tính cầm tay. Những thành tích học tập đó chính là niềm vui, là động lực để bạn trẻ này cố gắng nhiều hơn nữa trên con đường học tập phía trước. Tấm gương vượt khó học giỏi của Trương Đình Phúc cũng là niềm tự hào của thầy cô giáo ở mái trường Trung học phổ thông huyện Chí Thanh. Trong kỳ nhóm đội tuyển học sinh giỏi vật lý, Trương Đình Phúc mặc dù là kỳ hoàn cảnh gia đình nó rất khó khăn, nhưng mà với sự đam mê môn vật lý và nỗ lực phấn đấu rất nhiều, bạn rất chịu khó và trong cả cái hoạt động thì tham gia rất nhiệt tình. Trương Đình Phúc vẫn miệt mài học tập, phấn đấu từng ngày để bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức. Nghị lực và ý chí quyết tâm sẽ là chìa khóa giúp bạn trẻ này vượt qua tất cả để vươn đến những ước mơ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì mình muốn bước vào một cái ngôi trường đại học, đó là Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh, và sau này có thể kiếm được một công việc ổn định để mà trang trải cuộc sống.